Chị nha, mình có kinh xin hãy giơ tay hoặc đứng lên thật cao để cho tất cả các thành viên để chúng ta có thể nhìn thật rõ, để chúng em luôn chiêu số để chuẩn bị giờ vé cho mình luôn nha. Mã số hợp lệ của chị gái là 4930. 4930 hợp lệ. Con số gì được chưa? 24. 24 có 1. 16. 16 có 2. 34. 34 có 3. Và 52. 52 hợp lệ. 16, 24, 34 và 52 hợp lệ. Chúc mừng chị gái nha, cho em hỏi một lần nữa, còn vị khán giả là đọc thiện con số 24 không ạ? Dạ, nếu không có tín hiệu nào thì em xin mạng phép trao tặng phẩm cho vòng loại này cho một vị khán giả may mắn duy nhất là chị gái ạ. Mời chị Tiêu phía bên trong, ban tổ chức sẽ trao thưởng cho mình luôn ạ. Dạ, thưa quý vị, vòng loại kế tiếp các thành viên đang rảo bước. Những bước chân để phục vụ cho tất cả quý vị khán giả. Những tờ lá vé của chị có 30 đồng cho mỗi tờ lá vé thôi. Rất là mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả các gương mặt, các thành viên của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời, không ngoại trừ bất kỳ một diễn viên nào quý vị nha. Và mỗi một tờ lá vé chúng ta sẽ mang về cơ hội nhận về cho mình giá trị giải thưởng, đó là voucher mua sắm trị giá 2.500.000 đồng luôn ạ. Và nếu như quý vị nào không muốn lấy voucher, chúng ta có thể quy đổi thành những chú gấu xinh xắn và dễ thương ở trên sân khấu này quý vị luôn nha. Và quý vị đừng quên đêm diễn đặc biệt vào ngày mai với cuộc thi vô cùng hấp dẫn, vô cùng chờ đón của tất cả quý vị và cũng tất cả các thành viên của tụi em, đó là anh trai vượt hàng rào kẽm gai đó, đến vòng bán kết rồi quý vị. Bây giờ mình chỉ còn bây giờ là mình chạy nước rút rồi quý vị, cho nên mình không biết được là ai sẽ đi tiếp và ai sẽ dừng lại. Biết đâu có cái cuộc loại ngược dòng thì sao, biết đâu người kế bên em được vô vòng chung kết sao, đúng không kênh? Dạ, không mong muốn điều đó xảy ra. Dạ, yeah, thưa quý vị, thì các khách mời của chúng ta đã đến gần đông đủ rồi. Trong lát nữa đây vào khung thời gian là 8:30 thì chương trình chính của ngày hôm nay, đó là chương trình Ngôi Nhà Bướm Bướm sẽ diễn ra. Rất mong quý vị nào đã ổn định chỗ ngồi rồi, chúng ta sẽ vui lòng mình nán lại một chút xíu nha, để chút lát nữa đây chương trình sẽ được diễn ra. Và quý vị xin hãy ở lại đến cuối chương trình để chúng ta có thể xem qua hết toàn thể đêm biểu diễn của ngày hôm nay với rất nhiều tiết mục biểu diễn hấp dẫn luôn nha quý vị nha. Và quý vị ơi, với những tờ lá vé mà mình chơi từ đầu chương trình, bây giờ mình chưa có cơ hội may mắn trúng thưởng đó, thì chúng ta có một cái quyền năng thứ hai nữa ở trong tờ lá vé của mình. Quý vị vui lòng lật lại mặt sau của tờ vé, ghi thật rõ giùm em họ tên kèm số điện thoại để mình bỏ lên trên phần phiếu phía bên này. Rồi nếu như trong quá trình di chuyển của mình có khó khăn á, thì quý vị có thể gửi những tờ lá vé đã ghi đủ thông tin cho tất cả các diễn viên mang lên đây phụ cho tất cả quý vị luôn ạ. Và trong lát nữa đây vào 3 giờ là 9:30, 10:30 và 11:30 chúng em sẽ tiến hành bốc thăm trúng thưởng với tặng phẩm sẽ tăng dần qua từng vòng loại quý vị nha. Dạ rồi, quý vị mà mua vé quý vị vui lòng xét giùm em cái mã vòng loại ha, tại vì mỗi vòng loại tụi em sẽ có mã vòng loại khác nhau. Tụi em đang phát hành mã vòng loại là 4924 và 4925, quý vị coi giùm em, nếu mà đúng thì thôi, còn nếu không đúng quý vị liên hệ đi nhân viên tụi em mới đổi vé cho quý vị ạ. Dạ rồi, em đã thấy quý vị đã có lá vé trên tay rồi, xin mời hướng mắt lên sân khấu chuẩn bị giờ số.
mười bốn con mười tư, còn mười bốn con mười tư bay gì đi con mấy gì đi bay gì ra, bay gì đi con mấy gì đây à con. Rồi em mời anh trai của mình nhanh chóng tiến lên sân khấu để bên em giọt vào trao thưởng. Cho em hỏi còn vị khán giả nào may mắn đặt giải nó có bạn. Con mời cô. Giờ số đó đi. Mã vòng loại. Mã vòng loại 4924. 4924. Hợp lệ. 52.
52 có 1. 34 có 2. 25 có 3. Number 1 số 1 hợp lệ. Dạ là vị vòng loại thứ 2. Vị thứ nhất thứ 2 vòng loại 4924. 4924 hợp lệ. 52 có 1. Số 8 có 2. 25 25 có 3. 36 hợp lệ. Dạ rồi, cho hỏi còn vị khách nào trúng thưởng đúng không ạ? Cho em hỏi còn vị khách nào trúng thưởng đúng không ạ? Nếu không còn thì em xin phép đóng dòng loại này. Mọi thắc mắc về sau vui lòng quẹo trái ra bưu điện quận 10 giải quyết giùm em. Xin cảm ơn. Và vòng loại tiếp theo giá vé vẫn là 30.000 đồng. Em xin cứ mời quý cô bác anh chị thương tình tham gia tham dự. Có ai cũng em cái này không? Anh đứng một mình anh chị ơi. Có chứ em đang cầm quyền chứ anh đang cầm quyền trợ giúp đúng không? Dạ quý vị, các thành viên đang thảo cứ phục vụ cho tất cả quý vị. Mỗi tờ lá vé chỉ có 30 đồng thôi. Đổi lại chúng ta sẽ có hai cơ hội. Cơ hội đầu tiên là chúng ta sẽ dò vé ngay vòng này. Và cơ hội thứ hai nữa, nếu như chúng ta chưa có may mắn trúng thưởng á, thì chúng ta vui lòng lật ngày mặt sau cái tờ vé ghi thật rõ cho em họ tên và số điện thoại để chốt lát nữa đây vào 3 khung giờ quy định là 3 khung giờ nào là ba. 3 khung giờ quy định của mỗi ngày chúng em sẽ là 9:30, 10:30 và 11:30. Mỗi một vòng bốc thăm sẽ là một vé may mắn. Và giải thưởng trúng thưởng sẽ là lần lượt từ 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng cùng với cây lập xưởng của bếp chị Lộ. Cây lập xưởng của chị Lộ thì chắc là không quý vị khán giả nào ở lại để mà nhận cái giải thưởng đó đâu. Rồi anh cũng chưa nói tới cái khúc sau anh nói dạ, tại cây lập xưởng em đi nhà vô chóng hay lắm. Dạ kính thưa quý vị, các thành viên còn đang đảo bước phục vụ cho quý vị những tờ lá vé còn sót động lại của vòng loại này thôi. Thì bên trên sân khấu cái màn nhung đã đóng lại rồi để chuẩn bị báo hiệu cho những tiết mục hoành tráng bên trong sẽ sắp sửa trình làng để biểu diễn cho tất cả quý vị khán giả khi ngày hôm nay đến với sân khấu C30 Hòa Bình, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem trên sóng livestream trực tiếp của đoàn Lotus Sài Gòn Tân Thời phần mềm chính thức của đoàn như quý vị nha. Và ngay bây giờ quý vị nào đã có vé rồi xin hãy hướng mắt vào sân khấu để chúng ta cùng nhau dò số.